Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam Bờ Phương TV và mình là Trần Thảo. Cứ tới hẹn lại lên vào mỗi dịp hè là những chai nước hoa mà mang mùi hương tươi mát nè, sạch sẽ lại được lên ngôi. Và ai cũng tìm cho mình những chai nước hoa mà mang mùi hương nó phù hợp với mùa hè, nhất là thời tiết oi bức như thế này, để mà đi du lịch nè, đi làm, đi học. Và Thảo tin chắc rằng có rất là nhiều bạn tò mò không biết là số đông sẽ lựa chọn và ưa dùng những chai nước hoa gì trong mùa hè như thế này. Và nếu như mà các bạn đã bị Thảo nắm ý rồi thì hãy cùng Thảo tìm hiểu xem chiếc vlog này là ba mùi hương chai nước hoa mà cứ đến hè là cháy. Trời, không phải cháy cái đó đâu nha. Cháy ở đây là cháy hàng. Hãy cùng Thảo tìm hiểu ba mùi hương đó nha. Có thấy trên tay Thảo cầm chai gì đây không? Đây là em Be Delicious của nhà DKNY, được ra mắt vào năm 2004. Thì phải nói là đây là một trong những chai nước hoa đầu tiên mà Thảo sở hữu. Và khi đó là Thảo được cô mình tặng. Và hồi nhỏ là mình không có biết đâu, mình chỉ ấn tượng là cái chai này là nó, bởi vì nó giống quả táo xanh. Và đến tận bây giờ nước hoa của Thảo cái chai này là gần hết rồi. Và tiếc lắm không dám xài sợ hết đó mọi người. Thì đây là mùi hương mà Thảo rất là mê. Và ở em này Thảo sẽ bỏ qua cái phần là liệt kê mùi hương nha. Bởi vì khi các bạn sử dụng em này á, là chỉ nghe được mùi chính, đó là mùi hương của táo xanh. Và bình thường á, là Thảo hay gọi em này là táo xanh lắm, bởi vì có thể hiểu theo hai nghĩa. Nếu mà hiểu theo nghĩa đen á, là thiết kế của em này là một quả táo xanh nè. Còn nếu mà hiểu nghĩa bóng á nha, là mùi hương cũng là táo xanh nốt luôn. Và cho tới tận bây giờ là có rất là nhiều chai nước hoa mà mang mùi hương hương liệu là táo xanh. Ví dụ như là Moschino Toy 2 nè, My Burberry Plus, với lại Play Blue của Dolce & Gabbana và nhiều lắm. Tuy nhiên là Thảo vẫn chấm em này nhất, bởi vì ấn tượng đầu tiên ban đầu của mình á, là mùi hương của em này là táo xanh, rất là xanh luôn mọi người. Mà cái chiếc táo này là có một ngọt, chứ không phải táo xanh mà chua lẹ chua lét thôi nha. Có ngọt, nhưng mà ngọt ở đây mang cho mình cảm giác nó mát, nó sạch sẽ. Ví dụ như khi mà các bạn đi ra đường về nó nóng lắm, cái mình mở tủ lạnh ra mình cắn một trái táo xanh vô thì cảm thấy người mình nó sẽ refresh lại liền luôn. Em Be Delicious này là có một điểm rất là nổi trội mà Thảo thấy được, đó chính là bám mùi rất là lâu luôn. Và bình thường các bạn cũng biết, nếu mà theo dõi clip thì các bạn sẽ biết là cơ địa Thảo không có bám mùi được lâu, không có bám mùi được tốt. Và khi mà Thảo tìm thấy em này, tức là mình tìm thấy được chân ái của cuộc đời mình. Tại vì rất là hiếm ở trái nước hoa mà bám mùi em này cũng phải bám trên người Thảo hơn 7 tiếng đó mọi người. Là đối với Thảo là lâu rồi nha. Thì Thảo nghĩ là em này nếu mà nói là cứ đến hè là cháy là điều quá dễ hiểu thôi. Bởi vì mùi hương này không chỉ có chị em sử dụng được đâu, mà cả nam xài cũng được nữa. Thì em này mùi hương Thảo đánh giá là unisex. Các bạn nhớ thử em này nha, Be Delicious của nhà DKNY. Cái tên thứ hai mà sẽ được Thảo xướng tên trong tập này đó chính là em Love Story của nhà Chloe, được ra mắt vào năm 2014. Thì Love Story thì đây là dựa trên một câu chuyện tình yêu. À không phải dựa trên, không phải dựa trên nữa, mà ý là mình gửi gắm vào đây là một câu chuyện tình yêu của một cặp đôi trẻ nè, ở cái độ tuổi mà còn hồn nhiên nè, yêu đời và đang kiểu đang trong quá trình phát triển mọi người, kiểu tình yêu nó rất là hồn nhiên trong trắng. Thì đây là câu chuyện của cặp đôi trẻ. Và mùi hương của em này Thảo đánh giá là nó rất là dịu dàng, nhẹ nhàng mà dễ chịu nữa, mà kiểu giống như nữ tính làm sao, giống như một cô nàng tiểu thư đang trong độ tuổi yêu vậy đó. Thì mùi hương của em này là bao gồm có hoa cam neroli nè, quả lê và cam bergamot. Còn nữa nha, Thảo rất là thích ở nốt hương cuối, đó chính là xạ hương. Thì ở xạ hương nó làm cho Thảo cái mùi hương mà nó kiểu nó lắng động lại, là khiến cho mình phải suy ngẫm hoặc là nghĩ về cái chuyện tình đã qua hoặc là đang diễn ra. Nó rất là êm đềm và nó rất là đẹp nữa. Thì mùi hương này thì Thảo cảm nhận là cái vibe của em Love Story nó không ăn nhập gì với Thảo chưa á. Nhưng mà phải công nhận là em Love Story này được lòng rất là nhiều chị em luôn. Và Thảo thấy có nhiều anh trai đến cửa hàng mua và cũng rất thích mùi hương của Love Story này. Nó nhẹ nhàng, dễ chịu và phải nói là xứng đáng là best seller. Cứ đến hè là cháy Love Story. Ta-da! Đây, một gương mặt rất là hot luôn. Và chưa bao giờ Thảo cảm thấy là em này có một cái sự gì đó gọi là hạ nhiệt và hết hot hết. Đây chính là em Pumas của nhà Narciso Rodriguez, được ra mắt vào năm 2019. Thì Thảo phải nói là không phải nói là cứ tới hè thì em này mới cháy đâu nha, mà Thảo cảm nhận là quanh năm em này đều được đón nhận và tìm kiếm, phải nói là cháy hàng quanh năm luôn. Bởi vì em này có thể sử dụng vào xuân hạ thu đông, đi làm cũng được, đi du lịch cũng được, đi ăn chơi, đi nhậu, đi gặp bạn bè cà phê, nói chung là rất là dễ dùng. Và mùi hương của em này là từ thiết
từ thiết kế nha, rất là đơn giản và mùi hương cũng đơn giản luôn, bởi vì nốt hương chính của em này đó là từ xạ hương, và đem mùi hương đem lại cho mình cảm giác giống như là nó trong sáng nè, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng mà cũng có một phần gì đó gọi là nó hơi tinh khôi trong trẻo một xíu, đó là mùi hương của em này, đem lại cảm giác rất là dễ chịu. Và tôi thích nữa là của em này đó là mùi hương không có bị ám ngọt, mùi xạ hương nó không bị ngọt, em này không ngọt nha, cho nên là có thể sử dụng vào mùa hè thoải mái luôn. Thì ở em này Thảo thích một điểm nữa là bám mùi cũng lâu lắm, thì trên người Thảo cũng có thể được 5-6 tiếng luôn á. Thì Thảo thấy không những chị em thích em này đâu, mà mấy anh khi mà đi mua quà tặng cho người yêu á, lúc mà Thảo cho ngửi em này chấm liền lấy luôn. Tại vì thường là các anh hay kiểu anh đâu biết gì đâu, anh đâu biết là bạn nó thích mùi gì, hay là anh không biết là mùi này nó ngọt hay là nó chua mặn như thế nào hết. Nói chung là em này luôn luôn nằm trong tình trạng là bán chạy nhất, chứ không có viên gì mùa hè đâu. Các bạn nếu như mà chưa thử em này thì hãy một lần thử và trải nghiệm đi nha. Humus của nhà Narciso Rodriguez. Và ở đây chúng ta có bài chài đầu tiên là Be Delicious của nhà DKNY, mang nốt hương chính là táo xanh, mang lại cái tinh thần nó trẻ trung sảng khoái cho mùa hè. Tiếp theo là câu chuyện tình yêu Love Story của nhà Chloe, một mùi hương nhẹ nhàng là nữ tính và thục nữ nữa, đó là đại diện cho một tình yêu tuổi trẻ rất là trong sáng ha. Và cuối cùng thì chúng ta có cô nàng áo dài trong trắng tinh khôi, đó là Humus của nhà Narciso Rodriguez. Thì cả ba em này Thảo sẽ recommend cho các bạn sử dụng riêng vào mùa hè nha, chứ thật ra là ba em này có thể sử dụng quanh năm luôn. Và nếu như chưa một lần chưa có cơ hội mà sử dụng hay là ngửi qua mùi hương của ba em này, thì các bạn hãy cứ đến cửa hàng Nam và Phương để mà cảm nhận mùi hương và tìm ra mùi hương chân ái của mình trong dịp hè oi bức này nha. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam và Phương TV để đón xem nhiều vlog hơn nữa từ bọn mình nha. Mình là Trần Thảo, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.